Vâng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 hướng dẫn giao dịch chứng khoán phái sinh. Ok, thế thì đối với buổi video này thì chúng ta sẽ có những cái nội dung sau. Thứ nhất là hướng dẫn đặt lệnh. Thứ hai là cách để có tài khoản phái sinh. Thứ ba là một phần tương đối là quan trọng là hướng dẫn giao dịch thử bằng tài khoản phái sinh ảo. Tức là với nội dung này thì các anh chị mới đầu các anh chị có thể là sợ chúng ta bị mất tiền, sợ thua lỗ thì chúng ta có thể là sử dụng cái app phái sinh ảo để cho chúng ta tập đặt lệnh để làm quen đã. Trước tiên chúng ta sẽ làm quen với app xem nó có những chức năng gì, đặt lệnh như thế nào, ký quỹ như thế nào, chốt lời rồi là nạp tiền rút tiền như thế nào thì để cho chúng ta có thể tập. Ngoài ra thì chúng ta có thể tập đánh. Tức là trong cái ứng dụng phái sinh ảo này thì sẽ được cấp 5 600 triệu cho anh chị đánh thoải mái. Nó hết thì lại được cấp không vấn đề gì cả. Đấy thì cái ứng dụng phái sinh ảo này thì nó sẽ dựa trên cái biến động của cơ sở thật của phái sinh thật nhé đó cho nên là chúng ta sẽ không lo là chúng ta đánh nó không có cảm giác đâu tức là nó sẽ vẫn dựa trên những cái uh, những cái diễn biến thật của thị trường chỉ có là gì là cái cái cảm giác về tài khoản tiền của chúng ta ấy, là nó sẽ không có đây là một cái điều cực kỳ quan trọng bởi vì cái đó nó là cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nếu như chúng ta giao dịch bằng tiền thật ấy, thì tâm lý chúng ta sẽ rất khác so với đánh vệ sinh ảo thì đây là một cái mà sau này các anh chị sẽ cần phải lưu ý thì em tùng sẽ có những lưu ý sau cho các anh chị nhé À, tiếp theo là nội dung về hướng dẫn làm rút tiền biểu phí giao dịch và 10 lưu ý khi chơi chứng khoán phái sinh ok đầu tiên chúng ta sẽ đến với hướng dẫn đặt lệnh phái sinh thường à, thứ nhất là chúng ta sẽ có các loại lệnh cơ bản là ATO và ATC thì đây là những cái loại lệnh mà nó cũng tương tự kể cả LO cũng thế nó ATO, ATC, LO là những lệnh tương tự như chứng khoán cơ sở chứng khoán cơ sở như nào thì đối với chứng khoán vệ sinh cũng tương tự là như vậy đó thì các anh chị có thể đọc ở phần phần này nhá, các anh chị có thể đọc ở phần uh, em có ghi rất rõ về cái định nghĩa ở đây rồi nhá. Đó. Thứ hai là các loại lệnh thường dùng. Đó là MTL, ở đây nó là lệnh điều kiện nhá. Uh, em xin nói đây là lệnh phải sinh thường thì chúng ta có lệnh MTL là lệnh thị trường uh, giới hạn, lệnh được nhập vào không được khớp hết sẽ chuyển phần còn lại thành lệnh giới hạn. Cái lệnh này thì nó sẽ tương tự như lệnh MP trong cơ sở đó, tức là MP thì ví dụ như là chúng ta thấy cổ phiếu này nó có khả năng tăng giá và chúng ta muốn mua bằng mọi giá thì chúng ta bấm lệnh MP hoặc là thí dụ chúng ta thấy thị trường nó đang có những diễn biến xấu và chúng ta muốn bán ngay lập tức và chúng ta chỉ sợ là nếu chúng ta nhập giá thì có thể là giá cổ phiếu sẽ bị trôi thì chúng ta sẽ bấm lệnh MP thì với lệnh MTL nó sẽ là tương tự đó và Tiếp theo là lệnh MOK, lệnh thị trường khớp được toàn bộ hoặc hủy Dạ, thì em sẽ song song là giới thiệu lệnh và cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị trên 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 web luôn nhé. Chúng ta gõ là Smart này, Pro này, VPS này. Thì sẽ có đây này. Đó, Smart .vps, vps com vn ở đây. Đó, sau đó chúng ta đăng nhập vào. Đây, thì đây chính là cái giao diện mà đặt lệnh của chúng ta đó thì cũng giới thiệu với các anh chị thì đối với trên web thì chúng ta sẽ có những cấu trúc như sau thứ nhất là ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần là giao dịch phái sinh đây là mục chuyển tiền đó chuyển tiền thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chuyển khoản này nộp tiền cái quỹ và rút tiền cái quỹ lát nữa thì em sẽ hướng dẫn chi tiết nhé sao kê tiền này đó tức là các anh chị giao dịch như nào thì chúng ta sẽ, sẽ vào đây để xem là uh, số dư biến động như thế nào danh mục tài sản này, đầu tư theo chuyên gia. Đây là một chức năng mà chúng ta sẽ đánh theo chuyên gia. Ok. Thì uh, lệnh thường ở đây bên tay phải này thì chúng ta sẽ có là cái phần giao dịch này. Đó, thì ở đây nó sẽ hiển thị những cái lệnh loại lệnh ở đây. Ở trên trên này thì chính là những cái hợp đồng như hôm trước em Tùng cũng đã có chia sẻ cho các anh chị rồi, hướng dẫn rồi. Thì cái đầu tiên bao giờ cũng ở trên cùng đây chính là cái hợp đồng của tháng hiện tại. Đó, viên 30F2303 tức là chỉ số uh, VN30 uh, future vào hai 2... năm 2023 vào tháng 3. Đây, khi chúng ta di chuột vào thì sẽ có hiển thị ngày đáo hạn là ngày 16 tháng 3 năm 2023. Đó và những cái bảng giá như này thì nó cũng tương tự như là cơ sở thôi. Tiếp theo đó là cái chỉ số của hai tháng, hợp đồng 2 tháng. Đây là một quý và đây là hai quý. Đó, phần ở giữa đây thì là chính là biểu đồ của chúng ta. Thì với một cái biểu đồ kỹ thuật như thế này thì các anh chị hoàn toàn có thể là chúng ta sẽ set up những cái chỉ báo. Thí dụ như chúng ta sẽ set up cái chỉ báo là MACD ở đây. Hoặc là RSI hay là bất kỳ một chỉ báo nào thì các anh chị cũng cứ bấm vào đây nhé, tùy theo phương pháp giao dịch. Đó, thì sau khi mà chúng ta có set up xong, chúng ta có thể là có thể set up các anh chị nào mà set up thêm đường MA. Đó, thí dụ đường MA bao nhiêu thì các anh chị vào đây set up MA9 hoặc là MA20 ở đây. Đó. Và để cho thuận tiện trong những cái lần giao dịch sau chúng ta không cần phải xếp lại thì các anh chị bấm vào phần lưu. Đó, và các anh chị điền tên vào, ví dụ như biểu đồ. Phân tích kỹ thuật. Ok. nó theo lần sau nhé, các anh chị vào thì các anh chị việc bấm vào đây. Đó, chúng ta sẽ bấm vào mở bố cục biểu đồ. Sau đây chúng ta mở vào biểu đồ phân tích kỹ thuật. Đó, trước em cũng đã có lưu một cái là MAC 5 phút. Đây thì các anh chị có thể bấm vào đây. Đó, ok. Thì thường thì sẽ có những nhà đầu tư người ta sẽ lựa chọn là một phút, 5 phút thì tùy, thì tùy vào cái phương pháp giao dịch của anh chị nhé. Ok. Ở đây chính là phần thống thống kê lợi nhuận này. Đó những cái sức mua của chúng ta này, lãi lỗ chưa đóng này và tổng tài sản này. Tiền mặt này. Đó thì lát nữa thì em sẽ em đối với đây là một số tiền em đang nạp demo vào đây. Em đang nạp demo. Đó, chưa ký quỹ cho nên là hiện tại số tiền ký quỹ và và sức mua đang bằng đang không mặc dù là số tiền thừa một hợp đồng của các anh chị nhé OK đối với lệnh thường thì chúng ta sẽ có hai mục ở đây đó là một lệnh thường và một lệnh điều kiện trên này chính là cái mục hợp đồng nhá đó thì mặc định ở đây nó sẽ là cái hợp đồng của tháng hiện tại và gần như là các nhà đầu tư đa phần chỉ giao dịch ở cái tháng hiện tại thôi OK đây là lệnh ATO ATC ATO thì chỉ trong phiên ATO thôi ATC tương tự MTL chính là lệnh như em vừa có uh, chia sẻ ở đầu video tức là chính là nó tương đương với lệnh MP thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ dụng sử dụng lệnh MTL nó hoặc là chúng ta sẽ đặt theo giá đó đấy nha các anh chị nha và nếu chúng ta muốn đánh hợp đồng long giả sử như đây, các anh chị mà không đặt theo lệnh MTL mà chúng ta có thể đặt giá Thí dụ bây giờ hiện tại thị trường đang giao dịch ở 1027 chấm hai mà chúng ta giả sử chúng ta thấy thị trường có nguy cơ bị rơi chúng ta đặt lệnh sọt ví dụ như là chúng ta um, hoặc là chúng ta đặt lệnh long chờ 1025 ở đây chúng ta 1025 nó sau đó xong là chúng ta để một cái hợp đồng đây là một xong rồi chúng ta bấm long thế là được hoặc là sọt tương tự nhé các anh chị nhé ok MOK là lệnh thị trường hoặc lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy tức là nếu nếu lệnh uh, lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập đó tức là nếu như giả sử nhé giả sử các anh chị nhập là đối với lệnh MTL nó khác nhau chỗ nào thí dụ như các anh chị là đặt một cái lệnh là 10 hợp đồng chẳng thế thì thí dụ như là đối với lệnh MTL thì nó quét cứ quét cho đến khi nào mà không còn không còn ai đặt nữa thì thôi thí dụ như các anh chị đặt long giống như là kiểu mua ấy nó thì quét cho đến khi nào mà khớp hết thì thôi. Đó. Và nếu mà không khớp hết, thí dụ như là trắng bên bán rồi, không ai bán để cho anh chị mua nữa. Thì giả sử chúng ta mới khớp được bảy uh, 7 hợp đồng thì ba hợp đồng còn lại nó sẽ chuyển thành lệnh giới hạn. Và nó cứ kê ở đấy. Nhưng đối với lệnh MOK thì cái nếu không khớp được hết, trong thời điểm này không khớp được hết thì nó sẽ hủy toàn bộ lệnh. Đó. Ok. Uh, thứ ba đó là MAK thì lệnh thị trường khớp và hủy. Tức là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh. Thí dụ như trong trường hợp mà chúng ta đặt 10 hợp đồng mà lúc đấy là trắng bên bán. Đó tức là trắng bên sọt chúng ta long mà thì khớp được 7 hợp đồng thì 3 hợp đồng còn lại nó sẽ hủy, nó sẽ không kê lệnh LO nữa đấy các anh chị nhé nó sẽ không kê lệnh nữa mà nó sẽ hủy. Thì đây chúng ta sẽ có lệnh 10AK đây chắc máy tính của em thì nó về phần giao diện có vấn đề nên là nó là đây nhá. Nó là chính là cái lệnh này, nó bị che mất che mất nhá. Các anh chị có thể là các anh chị xem lại cấu hình máy của mình nhá. Cái này thì em vẫn biết là đây là MMAK cho nên em bấm vào đây. Đó, và đây là số lượng hợp đồng. Các anh chị đánh một hợp đồng thì ghi là một và đánh năm hợp đồng thì ghi là năm. Đấy hoặc là bấm vào dấu cộng trừ ở đây. Đó. <laughs> ok. Uh, tiếp theo là hướng dẫn đặt lệnh điều kiện trong phái sinh. lệnh điều kiện này là gì? lệnh điều kiện thì chủ yếu sẽ phục vụ cho những cái nhà đầu tư mà một là chúng ta sẽ có những phương pháp giao dịch và muốn tuân thủ triệt để, hoặc là các anh chị sẽ không có nhiều thời gian để mà chúng ta coi bảng điện hoặc là có những lúc mà chúng ta giao dịch nhưng chúng ta lại bị lơ đánh chúng ta, hoặc là chúng ta có công việc nào đấy chúng ta đi ra ngoài hoặc là đi vệ sinh chẳng thấy thôi, thì chúng ta có thể là sẽ đặt một cái lệnh như thế này. đó là lệnh stop loss take profit tức là lệnh điều kiện hỗ trợ người dùng đặt lệnh đóng vị thế sau khi lệnh mở vị thế khớp mới khớp nhằm bảo toàn lợi nhuận và giới hạn rủi ro trong mức cho phép của nhà đầu tư Đấy ạ nó lệnh điều kiện đây nhá các anh chị bấm vào phần ô lệnh điều kiện nhá chúng ta sẽ bấm vào St stop loss take profit đó thì chúng ta sẽ uh, đặt thí dụ nhận đầu tiên là cái giá đặt đã đó, thí dụ như là các anh chị muốn đặt một cái lệnh À tôi muốn đặt một cái lệnh long uh, Long lên từ 1025 Hoặc là thí dụ như ở đây là chúng ta đặt 1021 đi Đó 1021 Số lượng một hợp đồng Đó Và giá cắt lỗ là bao nhiêu Thí dụ như là uh, sau khi khớp Thì tức là nó phải khớp được cái giá trên này đã nhá Thì những cái sau nó mới được kích hoạt Thí dụ như là chúng ta long ở 1021 ở đây đó giá cắt lỗ là gì nếu như thị trường mà rơi tiếp này thị trường rơi tiếp chúng ta đặt cái mức cắt lỗ chúng ta khoảng tầm là 3 điểm hoặc là ví dụ chúng ta đặt ở mức là thôi một không mốt về một Là chín chúng ta cắt một chín đó tức là chúng ta đặt một cái mức cắt lỗ khoảng tầm là hai điểm chẳng thế và chốt lời chúng ta kỳ vọng là nó lên tầm 5 điểm đi thì là một hai sáu đó hoặc là thí dụ như là mức tranh lệch chúng ta muốn đưa ra một khoảng cắt lỗ một khoảng chốt lời nào đấy hoặc là một cái biên độ đó biên độ đây chúng ta có thể là biên độ tính theo bước giá thí dụ như là tôi muốn khoảng tầm là lãi 5 điểm chẳng thế nó chẳng thế đây mức chênh lệch đây mức chênh lệch là khoảng cắt lỗ nhá thí dụ như là tính theo điểm số nhá cái biên độ này là là cái độ 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 chênh nhá anh chị nhá nó khoảng cắt lỗ Uh, khoảng cắt lỗ thì chúng ta sẽ có thể là tính theo điểm số Thí uhm, dụ như chúng ta muốn uh, uh, lỗ 3 điểm là chúng ta cắt thì chúng ta ghi 3 ở đây đó hoặc là khoảng chốt lời chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta là một lãi 5 điểm thì chúng ta bấm 5 ở đây đó và sau đây chúng ta bấm lệnh long đó ok thì hiện tại là do là em Tùng chưa ký quỹ nên là hiện tại sức mua vẫn bằng không cho nên hiện tại chúng ta không bấm long được nhé để thí dụ như em đang đặt một cái lệnh như thế này xác nhận này thì không được đâu ạ bởi vì này tài khoản sẽ báo là không đủ sức mua bởi vì tí em đang để tiền để ở tiền mặt để lát nữa sẽ có một thao tác đó là uh, hướng dẫn canh anh chị ký quỹ nhá ký quỹ lát nữa sẽ hướng dẫn cho các anh chị tiếp nhá ok thế thì đối với cái lệnh này cái lệnh này thì ưu điểm là chúng ta không phải ngồi canh bảng điện liên tục hạn chế rủi ro trái tài khoản hoặc là lỗ lớn và nó sẽ giúp cho chúng ta tuân thủ kỷ luật đó. Ví dụ như là gì? Là chúng ta cứ thùng một cái vùng giá nào đấy là chúng ta cắt hoặc là lên đến một cái mức nào đấy, thí dụ như là chúng ta uh, tính toán là lên 1030 là cản thì chúng ta sẽ chốt ở đấy. Đó thì chúng ta không cần phải canh, Đó, không cần phải canh bằng điện. Đó, hoặc là sẽ có một số trường hợp, thí dụ như là sẽ có một số cách đánh là một tắt tạm tắt đây nhá. Một số cách đánh của dòng tiền lớn là gì? Có thể là họ sẽ thùng thủng hỗ trợ xong họ mới kéo lên cơ nó có thể chúng ta sẽ đặt một cái lệnh là gì? À nếu như um, lát nữa thì chúng ta sẽ có một cái lệnh khác, sẽ có một cái lệnh khác. Đó là lệnh stop order thì lát nữa em sẽ phân tích đối với đối với cái, cái, cái lệnh này. Thì đối với cái lệnh stop stop loss và take profit là chúng ta chỉ có cắt lỗ và chốt lời. Đó, thí dụ như là thủng ở đây, chúng ta nghĩ là à thủng cái 1020 tức là thủng hỗ trợ này là chúng ta phải bán. Là phải cắt lỗ. Đó. Ok. Các anh chị chú ý nhé là đối với cái mức uh, cái mức giá này nhé tức là cái giá cắt lỗ này thì hoàn toàn là uh, chúng ta có thể setup theo những cái biên độ theo cái mong muốn và cái phương pháp của chúng ta nhé. <laughs> ok. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm là gì? Đó là thao tác lâu và có thể mất cơ hội, có thể bị quét stop loss. Nó tức là như nào? Thí dụ vừa rồi là em có đưa ra một cái lệnh là một cái lệnh long ở đây, ở 1021 Thế nhưng mà có thể là nó mới chỉ về có thấp nhất ở đây là um, ở đây thấp nhất đang là 1022.1 điểm ở đây. Đó, nó có thể là nó chưa về 1021 đâu. Hoặc là có thể nó về nhưng mà cái lúc mà chúng ta thao tác ở đây này khi chúng ta thao tác chúng ta còn đang tính toán đến chuyện là cắt lỗ bao nhiêu, chốt lời bao nhiêu thì có thể là phái sinh nó đã kéo lên rồi, thị trường đã kéo lên rồi. Thì có thể lúc đấy là chúng ta sẽ bị mất đi cơ hội. Đó, hoặc là có thể là gì là khi chúng ta đặt một phát thì có thể là nó quá luôn đến những nó còn sọt tiếp luôn cơ và chúng ta đều không không khớp được đó thì đấy là một số những cái mà nó là một cái nhược điểm đó cái thứ hai đó là có thể bị quét stop loss tức là sẽ có nhiều nhà đầu tư à, nhiều nhà đầu tư sẽ đặt a à, thùng đây thì thùng cái hỗ trợ này là chúng ta sẽ phải bán đó thí dụ như là chúng ta đang long lên chẳng thế mà thủng cái vùng này là chúng ta cắt lỗ thì đối với dòng dòng tiền lớn có thể là người ta sẽ có những cái cách để cho chúng, họ có thể quét được những nhà đầu tư mà đang đặt những stop loss thì có thể là chúng ta sẽ đặt à một nghìn hai mươi là tôi sẽ sẽ bán là tôi cắt lỗ thì có những trường hợp là gì là thị trường nó sẽ thủng một nghìn hai mươi xong rồi nó mới lại kéo lên thì đây là một trong những nhược điểm đó OK. Uh, tiếp theo là lệnh stop order. Lệnh stop order là lệnh điều kiện thường được sử dụng với mục đích chốt lời hoặc cắt lỗ cho vị thế đang nắm giữ hoặc vị thế mở mới khi giá đạt tới mức mức giá xác định. Nguyên tắc nguyên tắc đặt lệnh là khi giá thị trường thỏa mãn điều kiện thì lệnh được kích hoạt và đẩy vào sàn với mức giá đạt. <laughs> Đây chúng ta đến với stop order. Nó thí dụ như là gì? là sẽ có một số những cái trường hợp là khi thị trường về đến cái hỗ trợ này thì nó sẽ có dấu hiệu là bật lên thí dụ như đang trong cái xu hướng giảm nhé có thể là nó vẫn tiếp tục cái xu hướng giảm như này anh chị chờ chút nhé để cái màu vàng cho nó dễ nhá cho nó nổi lên tí đây thí dụ như là xu hướng của chúng ta vẫn đang là xu hướng giảm theo chặt một phút nhé đó thì trong cái xuống giảm này thì có thể nó về hỗ trợ nó sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật ở đây đó thì sẽ có một số nhà đầu tư sẽ có cái cách giao dịch là gì à sau khi về hỗ trợ nảy lên thì họ sẽ xác định một cái kháng cự ở đây họ xác định kháng cự và họ nghĩ là thị trường sẽ có thể là hồi lên được đến đấy là sẽ sọt tiếp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đặt là giá thị trường khi nhỏ hơn hoặc bằng 1020 nhỏ hơn 120. Đây chúng ta sẽ đặt cái lệnh là nhỏ hơn hoặc bằng 120. Thì chúng ta sẽ sọt lại ở cái mức giá là giả sử lên đây là 1023.7. 1023.7 đó và chúng ta sẽ đặt một cái lệnh sọt, lại chúng ta sẽ bấm một cái lệnh sọt ở đây, thì tức là thí dụ như là uh, khi giá giá đang ở giảm 1028 không hai chẳng hạn thế, mà bắt đầu nó đang rơi đang rơi nó về một 7 hai thì sẽ không khớp của chúng ta luôn bởi vì lệnh này chưa được sinh ra vì chưa thỏa mãn cái lệnh cái, cái điều kiện đó là giá thị trường nhỏ hơn hoặc bằng một hai nhưng đến khi mà khi thị trường nó về một hai bắt đầu nó nảy lên một cái phào kỹ thuật và nảy lên đến một 7 hai thì lúc đấy là nó mới sinh ra cái lệnh này đó nảy tức là giá thị trường dưới một hai thì bắt đầu sinh ra và nếu thị trường mà giá của thị trường mà nó lên đến một không hai là nó sẽ khớp cho chúng ta đó thì đây là một cái cách mà chúng ta có thể ứng dụng đối với cái lệnh stop order thường thì đây nó sẽ là áp dụng cho những trường hợp hồi kỹ thuật hoặc là về đến một vùng hỗ trợ vùng kháng cự nào đó các chị nhé ok thì cái ưu điểm là chúng ta cũng không cần phải ngồi canh bảng liên tục hạn chế rủi ro trái tài khoản hoặc lỗ lớn tuân thủ kỷ luật nhưng mà cũng có nhược điểm là có thể bị quét stop loss đó tức là có thể là nó sẽ có những cái pha mà hoặc là có những cái pha nó uh, đánh thấp xuống xong cuối cùng nó kéo ngược hẳn lên nó có thể là thủng một hai mươi nhưng nó lại không phải là những pha hồi kỹ thuật và nó có thể là nó sẽ đánh vượt thẳng lên luôn nó vượt thẳng lên luôn như thế này thì chúng ta cũng gặp những cái trạng thái có thể là những cái pha đảo chiều có thể là pha test đáy thành công chẳng thế thí dụ như đây thí dụ như là lần này là test đáy những nhà đầu tư nào mà nghĩ là hồi lên xong lại đạp tiếp thì có thể là chúng ta sẽ bị bị, bị thua và đây có thể là một trong những cái hành động là test đáy nhá đây là hành động test đáy chẳng thế và test thành công thì nó sẽ được kéo lên đấy ạ ok ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những cái loại lệnh khác là lệnh OCO, challenge stop, và một số lệnh khác thì thường những cái lệnh này ít sử dụng Nên là à, em Tùng xin phép là sẽ chỉ giới thiệu các lệnh này thôi Chúng ta sẽ tự tìm hiểu các anh chị nhé Ok Thì cái cách để cho các anh chị có thể có tài khoản vải sinh Thì à, các anh chị có thể là quét mã QR bên cạnh đây Đó Và các anh chị có thể chọn số tài khoản mong muốn nhé Hoặc là mở tài khoản ngẫu nhiên Thao tác nhập thông tin cá nhân Gồm họ và tên Số điện thoại email Và nhập ID người giới thiệu là à, 3246 ở đây thì sau đấy chúng ta nhấn đăng ký và chụp ảnh căn cước công dân mặt trước mặt sau và kiểm tra thông tin và xác thực lại khuôn mặt chữ ký là được các chị nhé ok ừ, sau khi mà chúng ta mở tài khoản mở tài khoản xong thì chúng ta sẽ tải app smart pro đổi mật khẩu đăng nhập và mật khẩu pin cho dễ nhớ để và lưu lại đó Ờ, ngoài ra thì các anh chị cũng có thể là tải app Smart Pro trước nhé. Các anh chị tải app Smart Pro trước xong chúng ta sẽ bấm vào phần mở tài khoản. Ok. Và sau khi mở tài khoản thì và xác thực thì sẽ các anh chị sẽ được sở hữu là bốn tài khoản. Đó là tài khoản cơ sở là tài khoản chính đuôi một nhé. Tài khoản dịch vụ nâng cao đuôi 3 này. Tài khoản ký quỹ đuôi 6 và tài khoản margin. Tài khoản phái sinh đuôi 8. Đấy ạ. Đó, chúng ta bấm vào cái phần trên này nhá thì chúng ta sẽ có ba cái phần này đó là tài khoản tài, tài khoản ký quỹ ba tài khoản đây và một cái tài khoản ở phần trang chủ hoặc là các anh chị khi các anh chị đăng nhập vào Smart Pro đây chính là cái nơi để cho chúng ta có thể giao dịch phái sinh nó rất là thuận tiện. Ok um, quay trở lại một chút nhé thì vừa rồi thì em Tùng cũng đã giới thiệu cho các anh chị là chúng ta sẽ thao tác trên máy tính vậy thì chúng ta thao tác ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ thao tác như thế nào? Ok. Đầu tiên chúng ta cũng đăng nhập vào VPS Max Pro. Đây thì em đã có lưu sẵn mật khẩu nên là em sẽ chỉ việc là dùng Face ID thôi. Đây ạ. Các anh chị cũng có thể thấy được màn hình của chúng ta cũng đã hiển thị được là thị trường ở đây. Chúng ta có thể là lựa chọn cái biểu đồ đường hoặc là biểu đồ nến ở đây. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái loại lệnh ở đây như em Tùng vừa hướng dẫn là có lệnh ATO, ATC, MK. MOK, MTL thì chúng ta cũng đặt bước giá và đặt khối lượng. Và có một cái chú ý cho các anh chị ở trên web nhé, một chú ý trên web nhé, là đối với các anh chị mà chúng ta sẽ không đặt theo các lệnh điều kiện mà chúng ta đặt theo những lệnh thường thì các anh chị có thể để cái bước giá nhảy ở đây. Chúng ta bật cái phần on giá đặt ở đây. Thì cái giá này nó sẽ đi theo đúng cái giá, đúng giá thị trường đang giao dịch. Thì thường là em Tùng cũng hay đặt luôn ở đây, thường thường hay đặt luôn ở đây. Đó và đấy tính đến cái thời điểm này à thấy ok rồi là chúng ta có thể là tham gia đó đấy cái chữ để ý xem nhá là nó sẽ nhảy theo đúng cái giá thị trường giá thị trường đang ở bao nhiêu là nó sẽ nhảy theo đúng đấy đấy đang 1036 này 1036 này đấy. đấy nó cứ sẽ nó sẽ nhảy theo cái giá thị trường đang giao dịch hiện tại nó và khi chúng ta đặt lệnh long lệnh sọt là nó cũng khớp theo luôn cái giá này nó vẫn có một số trường hợp là Chúng ta đặt đây thì uh, Đang giá sáu Nhưng mà khi chúng ta bấm ấy, Thì giá thị trường nó còn lên nữa cơ Nên có thể Nó lại là không uh, Không khớp Bởi vì chúng ta còn một cái bước xác nhận ở đây Đó Có thể là cái độ trễ của cái xác nhận này Các anh chị nhé Ok Thì quay trở lại với trên app nhé Quay trở lại trên app Thì chúng ta sẽ Cũng có những cái mục đó là mục trang chủ này, tin tức này, giao dịch này thì chúng ta sẽ thường sẽ sử dụng là trang chủ và giao dịch để cho, cho chúng ta có thể thực hiện những cái giao dịch. Đó, ở trên đây thì chúng ta sẽ có là mục sổ lệnh này, là xem chúng ta đang đặt những cái lệnh nào, lệnh thường sẽ sẽ ở đây nhé. lệnh điều kiện thì sẽ hiển thị ở bên này. Đó và tài sản chính là những cái phần mà tài sản của chúng ta. Ok. tiện ích nhá thì chúng ta sẽ có những cái mục chuyển khoản này, À, chuyển khoản ở đây để dùng là chúng ta sẽ chuyển ra tài khoản ngân hàng rút tiền ra tài khoản ngân hàng hoặc là chuyển sang tài khoản cơ sở nhé nó ở đây sẽ có những mục là sao kê báo cáo lịch sử giao dịch này nộp ký quỹ này rút ký quỹ này đề nghị hợp tác này hoàn trả hợp tác đăng ký gói phiếu đãi và đầu tư theo chuyên gia ok à, ngoài ra thì các anh chị nào mà chúng ta muốn giao dịch cơ sở và hưởng ưu đãi miễn phí giao dịch trong vòng 6 tháng thì chỉ cần nạp tiền vào tài khoản đôi một áp dụng cho tài khoản mở mới trước 31 tháng 3 năm 2023 tất cả các chị nào mà mở tài khoản mới hiện tại là chúng ta vẫn được ưu đãi này nhé và sau đấy thì các chị có thể nhắn tin qua số Zalo để được tham gia room vip cơ sở bên em nhé thì sẽ có những khuyến nghị đầu tư ở trong đây ok thì tiếp theo chúng ta sẽ tải ứng dụng tập giao dịch phái sinh ảo à? đó là gì đầu tiên đó là chúng ta sẽ tải app Smart Easy đây như em có mô tả bên cạnh đây thứ hai đó là chúng ta đăng nhập bằng chính tài khoản vừa đăng ký đó chúng ta có thể là dùng cái tài khoản chúng ta vừa đăng ký để đăng nhập Smart Easy nhé cái này chúng ta không không lo là mất tiền đâu nhé thứ ba là làm quen giao diện và tập đặt lệnh giao dịch thì Smart Easy với chức năng thì nó cũng gần như tương tự với tất cả những chức năng ở bên uh, tài khoản thật nó chỉ khác cái tab tiện ích là thay bằng cộng đồng thôi ok thì em sẽ hướng dẫn các anh chị nạp rút tiền. Ví dụ như là chúng ta vừa mở được một cái tài khoản là có số tài khoản là 026C A56789 thì chúng ta sẽ đăng nhập vào cái app ngân hàng đang sử dụng và chúng ta chọn mục chuyển khoản nhanh. Chọn ngân hàng nhận là VP Bank. À, số tài khoản nhập nhận thì các anh chị sẽ nhập là 0026 A56789. Đây là số tài khoản của anh chị nhé. Và cái số 8 sau cùng chính là cái tài khoản đuôi 8 là đuôi phái sinh của VBET nhé. Đó thì hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin người nhận chính là anh chị. Và uh, 0026 nó là mã định danh nha, nó không liên quan đến cái này nhé. Mã định danh của VBET nhé. Đó, ok. Thì sau nếu như các anh chị mà muốn làm vào đuôi 1 thì chúng ta thay số 8 cuối cùng thành là số 1 thôi. Hoặc là số 6. Đó, nội dung thì không cần. Đó, ok đối với phái sinh thì chúng ta sẽ cần thực hiện thêm một thao tác nữa để cho chúng ta có thể giao dịch được với cơ sở thì chúng ta chỉ cần là nạp tiền vào là chúng ta có thể mua cổ phiếu thì đối với phái sinh chúng ta cần thực hiện thêm một bước nữa đó là nộp tiền ký quỹ Đấy. nộp tiền ký quỹ thì các anh chị vào chính cái mục đó là mục mục chuyển tiền nhé chúng ta sẽ bấm vào nộp tiền ký quỹ ở đây đó thì hiện tại là em Tùng đang nạp ở đây là 23 triệu ở đây 22 triệu 983.000 đồng Thì chúng ta sẽ nhập cái số tiền vào 22983.500 Đó, nội dung thì không cần Nếu như các anh chị mà muốn là lần sau mà chúng ta nạp tiền vào là tự động Cái tiền này sẽ được ký quỹ nhá thì chúng ta bấm vào on ở đây Còn không thì chúng ta sẽ tắt đi Và mỗi lần chúng ta nạp tiền vào là chúng ta sẽ cần phải thực hiện thao tác này đó thì ở đây chúng ta sẽ bấm xác nhận nhé Ở trên điện thoại nhé thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ vào mục nộp ký quỹ ở đây. Đầu tiên vào tiết ích ở đây nhé Nộp ký quỹ. Sau đây chúng ta cũng nhập tiền vào đây 22983500. Sau đây chúng ta bấm xác nhận. Đó. Ok xong. Chúng ta quay lại trang chủ. Để loa lại một chút ạ. và tài sản Đây, chúng ta nộp ký quỹ rồi nhưng mà chắc là hệ thống đang xử lý đây sức mua hiện tại vẫn đang bằng không đây các chị đợi chút nhá em sẽ thoát ra Để tiền thì là đã trừ đây rồi tiền đã trừ rồi Ok chắc là chúng ta sẽ đợi một lát nhé chúng ta sẽ đợi một lát Ok uh, rút ký quỹ thì cũng tương tự nhé chúng ta sẽ bấm vào rút quỹ ở đây ok đăng nhập lại rút ký quỹ nhá đó thì khi nào mà tiền ở trong ký quỹ kia chúng ta được nộp vào thì nó sẽ hiển thị ở đây số dư khả dụng ở đây đó và chúng ta cũng sẽ bấm số tiền và chúng ta bấm xác nhận nhá ở trên app thì chúng ta cũng sẽ vào mục tiện ích và chúng ta bấm vào phần rút ký quỹ nó chắc tiền là chưa vào tiền chưa vào ok Rồi Lát nữa vào chúng ta sẽ tính sau nhé. Ok. Uh, biểu phí giao dịch thì phí quản lý tài sản ký quỹ VSD là 0,0024% giá trị lũy kế số tài sản ký quỹ tối thiểu là 100.000 một tháng và tối đa là 1 ,6 triệu 6 tức là chúng ta sẽ có những phí sau đó là phí quản lý tài sản và phí giao dịch tức là với phí quản lý tài sản ký quỹ VSD thì cái này sẽ tính theo cái giá trị tiền của chúng ta. Thí dụ chúng ta nộp vào 100 triệu thì chúng ta sẽ mất là 0,0024%. Đó, tài sản ký quỹ. Uh, thứ hai, cái này thì ở đâu cũng mất như nhau các anh chị nhé Bất kỳ các anh chị giao dịch ở đâu cũng đều như nhau hết Thì các anh chị, các công ty nào mà có miễn phí giao dịch thì cũng không thể miễn phí cái phần này được các anh chị nhé Thứ hai đó là phí giao dịch bằng phí công ty cộng phí sở Cộng với thuế thu nhập cá nhân Đó, cái phần phí sở và thuế thu nhập cá nhân này thì ở đâu cũng như nhau cả Và các anh chị có một cái lưu ý này Đó, là cái phí sở này á là hai tính trên là 2.550 đồng một hợp đồng trên một ngày tức là nếu như các anh chị sinh ra những cái lệnh long hoặc lệnh sọt thì mỗi một ngày là các anh chị sẽ bị mất cái phí này nếu như các anh chị mà để qua đêm đó, thí dụ hôm nay chúng ta mở một hợp, hợp đồng long mà chúng ta không chốt chúng ta không đóng vị thế thì đến ngày mai khi uh, hết phiên đến ngày mai thì chúng ta sẽ mất thêm 2.550 đồng đó chúng ta để 10 ngày thì sẽ mất 10 nhân với 2.550 đồng đó thì đây đây mọi người hay dùng cái từ gọi là phí qua đêm nhé còn phí công ty thì các anh chị có thể là truy cập tại cái trang là vpet com vn và chúng ta vào mục hướng dẫn giao dịch biểu phí giao dịch và biểu phí dịch biểu phí giao dịch chứng khoán vệ sinh để cho chúng ta xem chi tiết nhé và có 10 cái lưu ý để khi các anh chị tham gia giao dịch vệ sinh thứ nhất là hạn chế để qua đêm bởi vì là tránh những cái tin tức bất ngờ sau giờ giao dịch hoặc là diễn biến mở gáp bất thường và tránh thêm mất cật phí trả VSD là 2.550 đồng một ngày thì thí dụ như là hôm qua đây, hôm qua uh, các nhà đầu tư nào mà thấy thị trường rơi như này và các chị nghĩ là sọt các chị để qua đêm thì thậm chí sáng nay mở cửa tạo gáp là đã mất tầm 10 điểm đó mất tầm 10 điểm thứ hai đó là gì là không đặt stop loss thì dễ bị trái tài khoản thứ ba là đặt stop loss thì có thể bị quét stop loss rồi kéo lại xu hướng đây là những cái các anh chị rất phải lưu ý cân nhắc trong mỗi giai đoạn và uh, cân nhắc về cái cách mà chúng ta giao dịch nên nghiên cứu cách đánh mỗi giai đoạn ví dụ sau khi thanh, thanh khoản cơ sở ảm đạm thì cách đánh là gì sau phiên bùng nổ rồi sau phiên áp lực bán lớn hoặc là thị trường sideways thì cách đánh sẽ là như thế nào đó và hạn chế tham gia vào ngày đáo hạn vệ sinh ngày đáo hạn thì thường có những diễn biến nó khó lường cho nên là tốt nhất là chúng ta hạn chế tham gia thứ sáu là gì là chốt lời từng phần khi thị trường thuận theo xuống dự đoán và chốt trên đường giá thuận xuống đây là một kỹ năng chốt lời mà gần như các nhà giao dịch vệ sinh nào cũng đều chốt dạng như vậy tức là thí dụ như là các anh chị mà đặt được một cái lệnh long như này rồi Để, các anh chị đặt một cái lệnh long như này rồi thì thí dụ chúng ta đặt một cái mức target là lên đến 1033 mà xu hướng đang rất là tốt thì chúng ta có thể chốt lời từng phần thường là chốt trước 50% khi cái đường giá lên nhé chúng ta phải đặt trước khi nó lên nhé phải đặt trước khi nó lên bởi vì là nếu như chúng ta không đặt lên mà khi thị trường có thể là có những diễn biến đảo chiều ngược lại thì có thể là nó chúng ta sẽ không khớp được đâu và chúng ta sẽ bị trượt giá thí dụ như chúng ta đặt 1038 thấy có thể là cái mức target 1038 nhưng mà Uhm, nó có thể nó vượt lên 1039 mươi nhưng đến khi quay trở lại chưa chắc chúng ta đã khớp kịp đó thường thì các nhà đầu tư phải sinh sẽ chốt trên đường giá lên phải xác định xu hướng vận động thị trường theo từng kịch bản ngày tức là nếu như thị trường mà đầu tiên chúng ta phải có một kịch bản hôm nay thị trường vận động như nào vận động như nào thì nếu như thuận theo cái kịch bản nào thì chúng ta sẽ theo những kịch bản đấy đó không 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 đánh theo cảm xúc được các anh chị nhé cái này không không đánh theo cảm xúc được nhé và không nên chơi thường xuyên chỉ nên chơi vào các ngày biến động lớn hoặc khi nào cảm nhận thị trường tốt đó chúng ta giao dịch thường xuyên chúng ta sẽ bị chi phối rất nhiều nhé cho nên là không nên chơi quá nhiều và hôm nào các chị cảm nhận được những cái phiên mà thị trường chúng ta cảm nhận thị trường tốt ấy, thì chúng ta hãy tham gia còn không thì thôi Và khi sai thì nên dừng lại vài hôm tĩnh tâm, đừng cố trả thù. Đây là một cái sai lầm rất rất lớn của các nhà đầu tư. Cố trả thù thị trường thường sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Đó. và chỉ nên sử dụng để phòng vệ tài khoản là chính, nếu muốn chất đinh cũng chỉ nên sử dụng 2 đến 5%. Thí dụ như các anh chị có 1 tỷ thì các anh chị chỉ tham gia từ 20 triệu cho đến 50 triệu thôi, tức là 1 đến 2% đồng. Đó. Và các anh chị hãy bắt tay vào với việc chúng ta um, tập giao dịch thử, thí dụ như là đây. Smart Easy đấy, Các anh chị có thể giao dịch phái sinh ảo trên web cũng được nhé Chúng ta sẽ gõ là Smart smarteasy.vps.com.vn Đây Thí dụ như là uh, Đây là một cái lệnh là em bị lỗ nhầm rồi đấy Sáng nay là nó không không khớp được cái lệnh này đâu Quên không uh, Đây là sáng đặt xong quên không không hủy lệnh Đây ạ à. Đây là em Long uh, Đây, đây phái sinh ảo nhé Đây phái sinh ảo long từ 1028, thì sau đấy là bấm uh, hai cái lệnh này thì nó không khớp, quên không uh, quên không uh, hủy đi, bởi vì là nó phải sinh ảo, Hôm nay cũng nhiều việc nên là không không có đặt lại. thì lệnh lệnh sinh ra đầu tiên là lệnh 1028 nhá. thì nếu như mà uh, chúng ta giả sử như chúng ta quên mất, chúng ta không không đặt lệnh stop, thì có thể là chúng ta sẽ bị một cái mức lỗ rất lớn đây. đó đặt nếu mà đặt lệnh long từ lúc 1028 mà Uh, hủy cái lệnh kia thì có thể chúng ta sẽ có mức lãi khoảng tầm là 9 điểm ở đây. Đó, 9 điểm thì 10 hợp đồng thì nó sẽ tương ứng là mỗi một điểm là 100.000. Thế, một hợp đồng là chúng ta sẽ được 900.000 và 10 hợp đồng là được 9 triệu. và lỗ cũng tương tự nhé lỗ cũng tương tự các anh chị nhé lãi lỗ như nhau bởi vì tổng là bằng 0 ok Đó, thì đây là một trong những cái chú ý. Đây, chúng ta sẽ có, vẫn còn sức mua 13, 13 hợp đồng nữa đây. Đây là một cái số tiền mà, uh, số tiền ảo cho nên chúng ta đánh uh, nó sẽ ít tâm lý hơn và có thể chúng ta sẽ bỏ bê tài khoản. Đó, bỏ bê tài khoản, chúng ta không không xem tài khoản là đôi khi là gặp những trạng thái như thế này nhé, các chị nhé. Còn đương nhiên là tài khoản thật, tài khoản thật thì chúng ta mà bỏ như này thì chết. Bỏ thế này thì, thì chỉ có mà bán nhà được các chị nhé. Ok thì các chị có thể là chúng ta sẽ đăng nhập vào phái sinh ảo trên app di động là Smart Easy hoặc là chúng ta sẽ đăng nhập trên web là smarteasy.vps.com.vn các chị nhé. Ok, ngoài ra các chị có câu hỏi nào chúng ta cứ đặt ở phần bình luận hoặc là chúng ta sẽ nhắn tin cho em Tùng nhé, thì em sẽ hướng dẫn cho các chị nhé. Dạ vâng, thì em cũng xin được kết thúc video tại đây, thì em xin kính chào quý anh chị đầu tư nhé.